Chào mừng quý khán giả đến với MMA cho Hấp mùa năm và tôi là Trần Nguyễn Phi Long là host của mùa này. Uh, tôi thì là có đam mê và câu chuyện có gần 15 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ và hiện nay công tác tại công ty của phần bạc đá quý phú nhuận PNJ. Mời đến trường quay hôm nay của chúng tôi có chị Nguyễn Trần là giám đốc marketing của Nutifood. Xin mời chị giới thiệu về chị. Với khán giả dạ uh, xin chào anh Long và xin chào các bạn đang xem chương trình của MMA Top à, uh, mình là Uyển uh, mình là marketing director của Nutifood uh, rất là vui được gặp mọi người ngày hôm nay và hy vọng là buổi chia sẻ của tụi mình sẽ mang lại nhiều thông tin giá trị uh, bổ ích và cũng truyền cảm hứng cho các bạn uh, được biết đó là chị Uyển uh, đã làm trong câu chuyện những ngành liên quan đến chuyện creative agency thế nhưng lại có những cái bước chuyển liên quan đến câu chuyện của một cái ngành hàng FPG hơi một chút truyền thống như vậy thì chắc chắn trong đó sẽ có những cái sự liên quan đến câu chuyện là làm sao để sự chuyển mình có nghĩa là làm sao để giữ cái sự hungry và foolish tức là hãy luôn khát khao và luôn dại khờ như vậy thì với Uyển thì định nghĩa của chị trong cái từ mà làm để hungry và foolish trong marketing thì nó sẽ là gì thì à, hiện tại thì em đã làm nghề marketing hơn 10 năm nhưng mà có một cái đặc biệt và rất là may mắn là em được trải qua à, và có nhiều kinh nghiệm ở những cái à, khía cạnh khác nhau trong nghề marketing à, khởi đầu thì em là một bạn copywriter ở một cái à, Uh, agency nhỏ thôi sau đó thì được làm uh, account manager của OGV và Golden uh, Digital là những cái communication agency uh, thì như anh có thể thấy là uh, trước khi mà Nuti về Nutifood đó, thì em đã từng làm về mảng creative và sau đó là làm quản trị dự án nhà account manager uh, thì có trong xuyên suốt một quá trình mà làm ở agency thì em luôn đau đấu với chuyện đó là uh, mình làm creative rất là tốt rồi uh, mình làm agency cống hiến cho brand rất là nhiều câu chuyện rất là hay rồi nhưng mà những câu chuyện đó đóng góp bao nhiêu và thành công của brand contribution như thế nào và những cái câu chuyện đó nó tương tác với người tiêu dùng như thế nào hoặc là thậm chí tương tác với sale của uh, các đội sale team hay là các đội khác những stakeholder khác của các bạn client của mình như thế nào là một cái câu hỏi mà em luôn luôn question trong đầu của mình trong suốt những cái năm tháng đó đó là lý do mà em uh, rất là theo khác và được ở một cái vị trí là có thể là một brand owner để có thể nhìn thấy hết tất cả những cái khía cạnh những cái góc nhìn xung quanh của cái brand à, đó là lý do mà tại sao em uh, quyết định là uh, apply vào Nutifood với vị trí là BM thì sau 4 năm thì em trở thành là marketing director handle một nhãn uh, Nutifood Pro Plus là một nhãn khá là lớn um, thì được Uh, thì được là, làm hết tất cả những công việc và handle hết tất cả những khía cạnh trong brand thì đó là cái quá trình làm nghề của em thì nó sẽ full đầu phẻo từ câu chuyện yeah. đầu phẻo giữa phẻo và câu chuyện cuối phẻo yeah. như vậy thì long thấy câu chuyện là ngay cái quyết định mà mình chuyển tiếp yeah. long nghĩ nó sẽ có một cái tinh thần rất yeah. quan trọng ở trong này nó yeah. liên quan đến câu chuyện tinh thần làm sao mình giữ được cái chuyện mà hungry và foolish yeah. trong marine yeah. tại vì nếu không là đối với những người làm marine có nhiều kinh nghiệm sẽ yeah. câu chuyện là sẽ bị đày như vậy yeah. thì cái với uyển thì định nghĩa câu chuyện sự hungry và Full list trong marketing nó sẽ là như thế nào? À thì nếu mà nói về định nghĩa thì nó đối với em thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên là mình nói về định nghĩa về marketing trước. Định nghĩa marketing là nó sẽ là nguyên một cái quá trình mà mình à, gặp gỡ người tiêu dùng, à, mình tạo ra những cái nhu cầu cho họ, demand creation cho họ, mình giao tiếp với họ, communication, mình trao đổi hàng há mình supply sản phẩm của từ công ty à, đến với người tiêu dùng. Thì à, cái sự hungry và Full list đối với em mà trong marketing nó có nghĩa là cũng là một cái quá trình như vậy. À, tất cả các bạn được học cái quá trình như vậy thì làm sao mà để cho cái quá trình nó luôn được đổi mới hàng ngày cách tiếp cận à, với người tiêu dùng hơn được đổi mới hàng ngày ví dụ giống như 10 năm trước mình giao tiếp với người tiêu dùng qua TVC chẳng hạn à, qua những cái chương trình truyền hình nhưng mà ngày nay mình có rất là nhiều mạng xã hội phát triển lên à, 2 ba năm trước là Google bây giờ là Facebook hay là bây giờ là TikTok chẳng hạn mình có những cái câu chuyện thay vì à, những cái creative uh, asset ngày trước là những cái TVC rất là xinh đẹp và rất là lộng lẫy thì bây giờ là những cái mẫu chuyện content uh, rất là relevant rất là gần gũi với người tiêu dùng à, thì ý em muốn nói ở đây là tuy nó là những cái thứ gọi là fundamental như là một cái quá trình tiếp xúc với người tiêu dùng và giao tiếp với họ làm cho họ thỏa mãn và giữ chân họ với cái brand của mình thì sự hungry và foolish có nghĩa là mình đổi mới những cái những cái việc tưởng chừng như là rất là cơ bản và bình thường hàng ngày để cái quá trình đó trở nên hiệu quả và đặc biệt là thú vị và giữ chân được người tiêu dùng lâu hơn thì đó là cái tinh thần mà em luôn áp dụng vô nghe uyển nói câu chuyện khi mình chuyển hóa mình đổi mới những thứ gì rất cơ bản dạ. thì nghe sẽ rất dễ dàng đúng không? Dạ đúng Chứ rồi. Vì thì trong suốt cái quá trình đó nó có những cái rào cản có những thách thức gì không để mình luôn luôn giữ được cái tinh thần hungry trong suốt cái quá trình sự nghiệp marketing của mình? Dạ, yeah, sure. Rất, rất, rất nhiều ạ. À. À, thật ra nói thì không biết là anh có đồng ý với em không nhưng mà có những cái những cái định nghĩa nó khá là đối với em có một số cái quan điểm nó khá là trái chiều một tí xíu. Ví dụ giống như là à, khi mình học marketing hay là khi mà mình đi làm là mình có hay có những cái framework thành công. À, framework thành công ví dụ giống như là ở trên một platform nào họ sẽ công bố ra những cái framework là à, tiếp bạn phải bước qua bước A, bước B, bước C, bước D thì nó sẽ là một cái rủi tiếp thành công. Hay là à, một cái route to market thành công có nghĩa là mình phải mở được à, tối thiểu bao nhiêu đó điểm bán sau 2 tháng 3 tháng mình phải có update bao nhiêu đó phần trăm à, những cái framework đó thường người ta vẫn gọi là framework thành công mọi người sẽ học hỏi họ nhưng mà đối với em đôi khi á nó chính là những cái rào cản tại vì khi mà mình đã đi những cái con đường mà quen thuộc rồi những cái framework quen thuộc rồi thì chắc chắn mình sẽ không có gì đột phá thì có một cái quan điểm mà em rất là thích À, đó là có một người đã từng nói với em là trước khi mà có những cái câu chuyện thành công á thì vốn dĩ đã có những cái người không cần một cái data nào hết họ đã làm ra những câu chuyện thành công nghĩa rằng khi mà mình đọc uh, những cái báo cáo dữ liệu của các công ty uh Audit chẳng hạn mình sẽ thấy à, à trend này đang là heo thì là đang là một cái trend đang rất là thực hành nhưng mà trước khi mình có những cái trend nó hiện hữu trên những cái report mình đang đọc rõ ràng đâu đó đã có cái những cái người với những cái suy nghĩ táo bạo hơn họ create ra những cái trend đó và trước đó họ không hề có những cái data đó thì đó là cái tinh thần mà em luôn question mình mỗi ngày có thể cái con đường mà mình đi đến à, người tiêu dùng là mấy chục ngàn điểm bán hàng đó uh, ngày hôm nay họ có còn đến nữa hay không hay là họ đã họ đã di chuyển đến một cái nơi nào đó mà mình không biết hay là ví dụ giống như là những cái phim mà rất là hay đó uh, 10 năm trước nó từng được giải global nó từng được giải uh, rất là fancy thì bây giờ họ có còn xem không hay là hàng ngày là có tới uh, mở, mở điện thoại lên người tiêu dùng có thể thấy là rất rất nhiều các mẫu quảng cáo khác nhau và họ còn họ bị la lúa trong cái rừng quảng cáo đó thì làm sao câu chuyện của mình tiếp tới người tiêu dùng được tốt hơn thì uh, em tin rằng á uh, những cái framework uh, những cái uh, successful case đó, nó luôn là những cái dữ liệu rất là tốt để mình planning để mình có những chiến dịch marketing tốt nhưng nó nên đứng ở góc độ là uh, uh, ý kiến uh, gọi là dữ liệu để tham khảo À, và verify những thông tin của mình cho chính xác chứ nó không nó không không nên lạm dụng nó quá nhiều để trở thành những uh, để nó chính là cái barrier uh, cản mình đi sáng tạo ra những cái idea mới create ra những cái idea mới cách tiếp cận mới với người tiêu dùng ở điểm này thì long đồng thuận với uyển câu à. chuyện là những người làm marketing lâu năm ấy, thường hay câu chuyện với với long hay dùng từ câu chuyện là công thức thành công dạ là những hay là rồi. những bài học thành công dạ. họ khi họ đánh những cái trận marketing họ chạy những chiến dịch xong thì dạ. họ sẽ có những cái công thức thành công họ được cất vào trong cái tàn kinh cát của họ. Yeah. Đó, thì như vậy thì uh, Long muốn hỏi sâu hơn chút xíu như vậy thì nó có những cái gì liên quan đến câu chuyện là những cái cái bảy kinh nghiệm mà khi trong suốt quá trình đó chúng ta làm mà chúng ta gặp yeah. phải mà trong quá trình mà nhiều khi chúng ta ngộ nhận rằng chúng ta đã hungry và foolish rồi. Yeah. Nhưng bản yeah. chất thật ra nếu mà chúng ta nhìn ở góc nhìn bên ngoài là hoàn toàn là chưa. Yeah. Thì à, thật ra thì em muốn chia sẻ thành hai ý thì nó cũng khá là mang quan điểm à, và kinh nghiệm cá nhân một tí xíu. Thì à, em rất là may mắn khi được làm ở một công ty lớn và được và ở một cái brand là NutriFood Pro Plus, là một cái brand khá là lớn rồi. À, với một cái brand lớn và ở một công ty lớn đó, thì à, cái chuyện mà mình được đầu tư nhiều, mình được hỗ trợ nhiều từ một tập thể mấy hàng người Nó là một cái chuyện rất là luxury và rất là may mắn mà một bạn marketer có thể có được à, Và khi mà mình ở trong cái môi trường như vậy thì vô hình chung đôi khi là mình làm, mình thử nghiệm những cái idea mới Nó rất là easy để thành công vì mình có một cái budget marketing khá tốt mình có một đội ngũ rất là chuyên nghiệp và rất là giỏi thì mình lại làm tưởng đôi khi khi mà có kết quả thì mình lại làm tưởng là à, là do những cái id của mình đó, tốt quá nên là mình deliver được kết quả này kết quả nọ nhưng mà mình lại quên mất rằng đó là một sự đóng góp của một tập thể và đó là vì mình đứng trên một cái brand mà đã có cái base nó rất là tốt rồi à, thế thì nếu như mà mình mình nghĩ là nếu như cùng với một cái id đó mà mình đi qua một cái brand ví dụ như không đồng marketing chẳng hạn của cái brand nhỏ hay là một những cái brand local như anh có thể thấy à, hiện tại đang có trên thị trường thì họ làm được gì nếu mà mình là họ thì mình làm được gì nếu như mình không có đội ngũ mấy ngàn người cùng làm với mình nếu mình không có budget marketing lớn như vậy thì mình làm gì thì đó là cái 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 bẫy đầu tiên khi mà mình được được may mắn ở trong một cái team một tổ chức lớn và rất là giỏi À, cái ngộ nhận thứ hai mà em thấy rất là dễ dễ gặp phải á có nghĩa là khi mình quá cuồng <laughs> khi mình quá cuồng để làm cái mới để để sáng tạo cái mới thì vô hình chung mình lại bỏ qua những cái kinh nghiệm À, mà à, kinh nghiệm mà đã được đúc kết một thời gian dài của các anh chị đi trước, của đồng nghiệp của mình, à, mình dễ, à, mình cảm thấy là mình rất là à, thích thú với những cái idea mới và sáng tạo mới và mình không không chịu lắng nghe, mình ít lắng nghe, à, để dẫn tới là có những cái bài học thay vì mình chỉ cần lắng nghe một chút thì mình có thể học rất là nhanh. Nhưng mà à, vì cái sự ngông cuồng và những cái sự hơi extreme và thích cái mới quá dẫn tới chuyện là có những cái bài học mà em phải học rất là lâu em phải fail rồi em thực hiện rồi em fail rồi à thì em mới phát hiện là nó fail là nó không thành công trong khi là đã rất nhiều anh chị nói với mình là bài học kinh nghiệm của mọi người đó là là có thể à, mình đã có thể tiết kiệm thời gian hơn trong chuyện học thành thử ra là em nghĩ là rất là khó để mình luôn luôn là à, hơn full list một cách đúng nghĩa à, mình luôn luôn phải học và à, học từ những bạn xung quanh từ những công ty nhỏ hơn à, có một cái mà em thấy các bạn marketing à, hay là các bạn giới trẻ hiện tại hay rất là À, rất là thích để nghe, lắng nghe những cái framework thành công của những cái bạn MSC lớn nhưng mà đôi khi chính những cái, cái case study của những cái brand nhỏ hot logo trên thị trường uh, budget marketing rất ít nhưng mà làm được những câu chuyện rất vĩ đại thì em tin rằng họ ở đâu đó họ cũng sẽ có những cái tinh thần foolish và hungry đúng nghĩa và mình nên học từ tất cả những thứ xung quanh mình Long cũng thấy đúng là bởi vì chúng ta nhìn thấy câu chuyện những cái case study lớn và những yeah. công ty lớn là bởi vì họ có một cái bối cảnh yeah. và bản chất cái cơ địa của công ty cũng hoàn toàn yeah. khác họ có ngân sách khác yeah. có một team khác họ yeah. có một cái cách tiếp cận khác và quan trọng yeah. là cái chữ why của chiến dịch yeah, cái chữ rồi. tại sao của dịch nó cũng khác yeah. nhau nên nếu chúng ta chỉ nhìn vào chữ how với chữ what yeah. các công ty nhỏ bắt trước hơn thì câu chuyện yeah. mà chúng ta không may đo lại đối với những công ty hiện yeah. hữu của chúng ta yeah. không phù hợp với cơ địa của chúng ta thì sẽ khá là khó thành công yeah. Cho lúc nãy uh, uyển có nói câu chuyện nhắc là một chiến dịch được thành công á, thì yeah. bản chất là không chỉ phụ thuộc một cá nhân mà yeah. còn một cái đội ngũ, một cái thực thể một cái team marketing yeah. như vậy thì làm sao là chúng ta giữ được cái tinh thần hungry for cho chính yeah. cá nhân chúng ta và làm sao, sao chúng ta lan tỏa được cho cái team của mình dạ thì đối với team mà cá nhân team của em đi à, thì em sẽ không chia các bạn theo công việc mà em sẽ chia các bạn theo thế mạnh vì như anh biết là marketing là một cái nghề mà tất cả những cái thứ liên quan tới brand của mình thì mình đều có thể handle đều có thể chăm sóc để có thể nuôi dưỡng, để nó đóng góp cho thành công của brand. Thì uh, sẽ có bạn rất là mạnh về media, sẽ có bạn rất là mạnh về creative, sẽ có bạn rất là mạnh về e Nhưng mà sẽ có những cái bạn là rất là giỏi về uh, kinh doanh truyền thống. Ừ, mặc dù là marketing như là tụi em luôn hướng tới cái chuyện là làm sao để marketing có thể support được team sale, team commercial, bán hàng được tốt hơn. Thì các bạn sẽ được list những cái mảng đó vì như là một cái brand của em thì sẽ có bốn cái sub-brand nhỏ hơn ở dưới. Thì thay vì chia theo sub-brand thì tụi em lại chia theo uh, gọi là tính chất chuyên môn của các bạn à, hàng tuần hàng tháng thì tụi em sẽ có những cái session để các bạn có thể chia sẻ với nhau Mê, nếu như creative là tốt nhất thì làm sao media có thể đẩy cái creative của mình đi tới xa với người tiêu dùng hơn hay là nếu như mà à, media nói media là tốt nhất thì làm sao để các bạn creative à, có thể utilize được cái sụp Media đó để có thể tiếp cận hiệu quả người tiêu dùng à, Thì sẽ luôn có những cái session để chia sẻ như vậy Từ những cái việc nhỏ nhất cho đến những cái việc lớn nhất Và thậm chí em cũng sẽ học từ các bạn rất là nhiều Em lấy một cái ví dụ rất là đơn giản là hàng ngày các bạn rất là hay update cho em Là hôm nay trên TikTok hay trên Facebook Mọi người đang nói gì à, Tưởng tượng là À, những cái chuyện rất là đơn giản thôi ví dụ như bài hát nào hôm nay đang hot nè à, ví dụ như chơi lần tối qua mà trên mạng xã hội mọi người đang thích chơi là cái gì đang thích engage là cái gì thì tưởng chừng nó rất là cơ bản nhưng mà nếu mà mình không kết up được nếu mình không học hỏi từ những điều mà cơ bản nhất như vậy á thì vô hình chung brand của mình nó sẽ không có được gần gũi với người tiêu dùng mình sẽ không nói những câu chuyện gần gũi mà mình sẽ gặp lại một cái vấn đề là brand nói chuyện của brand không phải là cái mà người tiêu dùng muốn nghe từ đó cái việc tiếp cận người tiêu dùng nó khó khăn hơn thì tinh thần học hỏi và chia sẻ là luôn luôn được Um, uh, lan tỏa trong phim của em như vậy. Như vậy thì cái mà Long nhận thấy được câu chuyện đó là có hai, hai từ khóa tức là refraction sau mỗi một chiến dịch, một campaign mình đã từng làm để mình không? coi mình thứ gì mình làm được, thứ gì mình làm chưa được hoặc là nếu chúng ta làm được, làm khác đi thì nó sẽ làm cái gì. Yeah. Cái từ khóa thứ hai liên quan đến câu chuyện là tư duy mở, có nghĩa là đúng. chúng ta sẽ luôn luôn chúng ta đón nhận những cái mới, những cái trend mới, những cái cập nhật mới của câu chuyện đó để chúng ta quay lại. Thì lúc nãy Long nhìn thấy được câu chuyện trong quá trình mình kể mình thấy câu chuyện là uh, sự hungry or foolish có sự lây lan từ yeah. câu chuyện cá nhân sang câu chuyện team marketing yeah. vậy lòng hỏi rộng hơn chút xíu yeah. Nếu mà chúng ta nhìn câu chuyện ở góc độ tổ chức đi Tức là yeah. từ team marketing thì nó có lan qua các phòng ban khác Bên cạnh liên quan đến câu chuyện cung ứng, câu chuyện tài chính, yeah. câu chuyện nhân sự không Cho câu chuyện hungry or foolish yeah. Theo em là à, những cái thứ liên quan tới tích cực ấy, Thì nó sẽ được lan tỏa một cách hữu hình và vô hình À, một cách chủ động và bị bọng thì ở trong công ty của em thì có một cái văn hóa là hàng, thứ hai hàng tuần sẽ có những cái session mà sharing link phòng ban à, mặc dù à, mình có những cái chuyên môn hoàn toàn khác nhau như logistics như à, finance như marketing như sale nhưng mà sẽ có những cái session để mọi người có thể chia sẻ với nhau ví dụ với cái tính chất chuyên môn như thế nào thì mình tất cả mọi team sẽ cùng hướng tới một mục tiêu là đưa cái công ty phát ngày càng phát triển hơn nên thành thử ra là à, những cái tinh thần mà full list và hungry nó sẽ luôn được chia sẻ ở tất cả các phòng ban à, em một cái ví dụ rất là điển hình là hiện tại thì tất cả các công ty và cũng không ngoại trừ công ty em là hướng tới mô hình là D2C Direct to Consumer làm sao để uh, 10 cái bước touch point tiếp cận tới người tiêu dùng của mình từ nhà sản xuất cho đến người tiêu dùng ngày càng ngắn hơn ngày càng hiệu quả hơn hiệu quả hơn kể cả, cả là uh, efficiency hơn từ phía công ty và cũng hiệu quả hơn à, đưa lại người tiêu dùng cho trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng thì nói thì khi anh cũng có thấy là marketing là mình sẽ có rất là nhiều cái concept khác nhau nhưng mà làm sao để make it happen và và khiến cho nó trở thành là một cái cây thật sự ấy, thì tụi em có liên liên tục có những cái buổi học liên quan với nhau ví dụ giống như ở logistics thì các bạn các anh chị ấy, đang tưởng tượng là đang phải deliver hàng hóa theo tấn theo tải đến các cái điểm bán uh, hàng ngàn SKU hàng ngàn item một lần thì bây giờ lại quay trở lại giống như học lại từ đầu làm sao để đưa cái món hàng nhỏ nhất đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất thay vì như là uh, ngày xưa mình tính toán những câu chuyện rất lớn thì hiện tại vẫn những anh chị đó với expertise rất là tốt đó phải tính toán lại những câu chuyện. Tưởng chừng như rất nhỏ là ok mình không giao một tấn, một tấn hay là một ngàn SGU nữa, mình giao một lâu sữa đến tay người tiêu dùng như thế nào cho nhanh, cho an toàn, cho không bị mất méo. Hay là ví dụ giống như Finance Team là nguyên một cái value chain, ngày xưa đến giờ là công ty của mình đã rất là lớn rồi. À, những cái kênh bán hàng là ngàn tỷ là một chuyện rất là bình thường, thì bây giờ Finance Team cũng phải tính toán lại value chain cho từng sản phẩm đến từng người tiêu dùng thì nó như thế nào nó được đi deliver như thế nào cost chỗ nào cao hơn cost chỗ nào thấp hơn hay là ví dụ giống như à, kể cả, cả marketing tụi em hàng ngày vẽ à, những cái chiến lược về portfolio thì à, những sản phẩm nào phù hợp bán online những sản phẩm nào chỉ phù hợp bán offline thôi những sản phẩm bán online tưởng chừng như là mình phải thiết kế lại mình phải customize giống như anh nói là phải đo ni đóng giày lại à, vừa nhỏ gọn vừa dễ giao nhận vừa có giá trị tốt à, để đưa được cái sản phẩm tốt đến người tiêu dùng À, tuy nhiên á, thì hoặc là ví dụ như sale thì ngày xưa team sale thì chỉ cần quan tâm đến chuyện là ok một chiến dịch được mở ra bao nhiêu ngàn điểm bán có cái sản phẩm của Nutifood như bây giờ sale cũng đã bắt đầu quan tâm cũng bắt đầu nói đến những cái câu chuyện là ok cái creative này đẹp nè à, nó có ra được đơn hàng hay không hay là cái cái anh bác sĩ kia à, anh đang tư vấn có hay hay không có uy tín hay không có chuyên nghiệp hay không hay là à, chị keo eo nọ hình ảnh chị có đủ đẹp hay không có đủ để trigger người tiêu dùng hay không thì những cái chuyện tưởng chừng như là của mang á, thì các anh em sale team họ cũng được lan tỏa và họ cũng cảm thấy đó là những cái giá chị có thể à, chốt được đơn hàng cho họ thành thử ra là họ cũng à, rất là willing để học một cách à, chủ động một cách bị động à, thì thì vô hình chung khi mà cái tinh thần nó được lan tỏa thì là mọi người đều học hỏi của nhau em cũng bắt đầu nghĩ tới những cái khó khăn của các việc bán hàng ví dụ giống như mình livestream ba bốn tiếng đồng hồ mình thấy chốt được có năm đơn 10 đơn thôi trong khi hàng ngày cả ngàn anh em sale ở ngoài thị trường đi nắng đi mưa làm sao bán được quá trời bôn lâm cho mình hay ngược lại là các anh các anh sale thì lại cảm thấy là ồ thì ra làm ra một cái quảng cáo khó như vậy thì thì ra là có một cái ẹt có chút xíu, cái hình có chút xíu thôi. Uh, nhưng mà hả, team marketing đã phải bỏ uh, idea, bỏ công sức vô để tạo ra nó như thế nào. Thì cái tinh thần đó nó lan tỏa trong công ty, nó không chỉ giúp đến là công việc hiệu quả hơn, mà nó còn giúp cho mọi người thấu hiểu, thấu hiểu cho nhau hơn. Tại vì mọi người đều học hỏi cái mới và mọi người đều cảm thấy là với những cái chuyên môn khác nhau thì sẽ có những cái effort, những cái nỗ lực khác nhau thì từ đó ngoài cái cái những cái tangible result mình có thể thấy được và đơn hàng doanh thu thì mình còn thấy được là cái sự đồng lòng những cái giá trị đồng lòng đoàn kết và hiểu thấu hiểu understanding cho nhau rồi. thì như vậy có phải là long sẽ thấy được câu chuyện là khi bắt đầu mình lan tỏa những cái tinh thần hơn real foolish cho, yeah. cho cho cả công ty ở tất yeah. cả các bộ phận các phòng ban yeah. thì mình sẽ thấy được có hai ý mà long yeah. đọc được từ câu chuyện câu chuyện chị vừa mới chia sẻ yeah. thứ nhất là liên quan đến câu chuyện là cái sự refraction lúc nãy, mình refraction yeah. trong team marketing với nhau là đơn phương và song phương Ngày hôm nay refraction về một chiến dịch, một chương trình nó trở thành đa phương yeah. Có nhiều chiều và mình hiểu hơn các bộ phận khác yeah. của mình nhiều hơn yeah. Điểm thứ hai mà khi nói ví dụ mà D2C, direct của yeah. consumer của mình Thì lúc này để khi mà chúng ta bắt đầu tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng yeah. Mà khi chúng ta bắt đầu từng phòng ban phải đi làm chuyện đó Thì lúc này Long nhìn thấy được câu chuyện là cái không gian mình tối ưu yeah. Không gian để mình có được những cái hiệu quả từ những mình optimize chỗ này, mình tối ưu chỗ kia. Như vậy thì nãy giờ mình nói thiên nhiều về câu chuyện của tức là rào cản, khó khăn, yeah. làm sao lan tỏa đi các phòng yeah. ban thì lúc này Lâm muốn hỏi một cái ví dụ đó. Tức yeah. là có một cái chiến dịch, một cái campaign nào yeah. mà Uyển đã từng làm yeah. mà trong đó cái yếu tố hungry or foolish yeah. nó là một trong những yếu tố quyết định để cái chiến dịch đó thành công. Thì mình cái chia sẻ được cho mọi người nhé. Dạ, yeah. à, thực ra thì cũng chỉ là một cái viên cụ nhỏ thôi nhưng mà em rất là muốn chia sẻ đến mọi người à, có nghĩa là dạo gần đây thì à, cái tinh thần học hỏi nó lan tỏa không chỉ trong nội bộ công ty mà nó đến với các đối tác của mình luôn có nghĩa là cái mức độ lan tỏa nó rất là rộng thì à, khoảng nửa năm gần đây thì tụi em bắt đầu à, bán hàng trên tiktok thì mọi người có thể thấy nếu các bạn trẻ xem thì có thể thấy là hàng ngày rất là nhiều người chốt đơn trên Tiktok Rất nhiều gian hàng được mở bán Rất nhiều content ở trên Tiktok rất là hấp dẫn Nhưng mà làm sao trên Tiktok là một cái platform mà mọi người đang định kiến, đang label nó cho người rất trẻ Cho tuổi tin mà có thể bán được sản phẩm là sữa bột cho trẻ em Thì đó là một câu chuyện uh, dù cái result nó có thể không lớn Nhưng mà nó mang tinh thần mà em rất là muốn chia sẻ đó là uh, Khi mà tụi em bắt đầu gia nhập Tiktok Shop á, thì tụi em là brand sữa đầu tiên bán hàng trên tiktok và với là brand sữa và đặc biệt là brand sữa trẻ em ấy, thì anh long biết là nó sẽ có rất là nhiều cái uh, rào cản liên quan tới luật quảng cáo vì là trẻ em là uh, là những cái bạn nhỏ là những cái bạn mà được trân trọng nhất đúng không là quý giá nhất mà nên thành thử ra rất nhiều luật quảng cáo xung quanh sữa trẻ em uh, và tiktok là một cái platform mà auto bot có thể quét gậy đánh gậy bất cứ lúc nào có khi set up livestream cả ngày xong lên nói được ba câu là đánh gậy mà kể cả tiktok là những con người thật sự cũng không không hiểu tại sao lại bị như vậy cả hai team 10 giờ đêm 11 giờ đêm uh, race ticket lên vùng rồi cùng nhau tìm hiểu là lý do tại sao uh, mà mình lại bị mắc phải những cái lỗi như vậy thì không chỉ là tụi em học mà kể cả, cả là các bạn cũng học uh, các bạn cũng học rồi tụi em bắt đầu là học hỏi từ những cái chị seller dù là nhỏ thôi. Mình thường thường mình hay nghĩ là mình là nhà sản xuất lớn rồi. Nhưng mà không, mình thấy là tại sao mình nhà sản xuất lớn với rất nhiều kinh nghiệm thì mình lại uh, làm không có được trôi chảy giống như những cái chị seller rất là nhỏ ở trên TikTok. Thì mình cũng học hỏi từ các chị, cái cách các chị thực hiện, cái cách làm điều sao cho hiệu quả, uh, flash sale như thế nào là vẫn hiệu quả. Nhưng mà khi mà về công ty mình thì đôi khi nó lại gặp những cái conflict channel. Giống như anh làm retail anh cũng biết. Dạ. Yeah. Uh, thì làm sao để cái cái deal đó vừa hấp dẫn người tiêu dùng nhưng mà nó vẫn phải balance được vẫn phải cân bằng được với cái hiệu quả và với cái và không bị tổn thương đến những cái anh chị retailer đã bán cho mình rất là lâu năm đã kinh doanh sản phẩm của nông tiêu phú rất là lâu năm đôi lúc là mình cũng sẽ gặp gãi những cái lỗi uh, và và khiến cho có thể tổn 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 thương đến đến cái cái đối tác của mình nhưng mà mình luôn luôn cầu thị và luôn luôn hướng tới cái 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 sự mà tiến bộ và improve mỗi ngày thì dần dần á thì mình lại cảm thấy lại là, là cái kết quả nó không đến từ những con số, ví dụ tụi em có những cái con số những buổi livestream lên tới uh, 10 con số. Dạ, yeah. live chỉ có 6 tiếng 7 tiếng thôi nhưng mà kết quả doanh thu rất là tốt nhưng em không dừng lại ở cái kết quả đó mà em em rất vui khi những cái kênh bán hàng những cái định ký những cái label là uh, bán online thì sẽ phải hết kênh offline, uh, bán online thì sẽ ảnh hưởng đến retail như những cái conversation trên mạng xã hội hiện nay anh có thể thấy à, tuy nhiên đó, thì đối với công ty em với brand của em á thì các anh chị chính các anh chị offline lại nói là à, từ ngày tụi em kể câu chuyện trên trên mạng xã hội từ ngày tụi em bán hàng trên mạng xã hội thì nhiều người biết tới sản phẩm của tụi em hơn mà và nhiều khi cầm chính những cái livestream trên tiktok đó đi ra hỏi anh chị là à, sản phẩm này có bán ở ở cửa hàng của mình hay không thì em thấy nó một cái giá trị vô cùng lớn khi mà những cái con đường mà mình đi được sự ủng hộ của các cái đối tác là các cái platform cũng như là các cái anh chị retail mà kinh doanh với mình à, và mọi người đều thấy được benefit chung à, những câu chuyện được kể chung là à, trên trên mạng xã hội cũng chính là những cái à, vũ khí để có thể các anh chị có thể kinh doanh tốt hơn thì đó là cái giá trị mà em cảm thấy là còn lớn hơn những cái con số mà mình có thể kể ra được à, thì đó là một cái ví dụ à, mà em có thể kể với mọi người thì anh sẽ thấy là nó không còn phải là thành quả của team marketing hay team e-commerce nữa mà nó là thành quả của rất nhiều nhiều người có thể choi hand cùng để deliver để, để đưa sản phẩm của Nutrico đến tay người tiêu dùng tốt ha. Một điểm rất hay mà Long thấy được câu chuyện Nguyễn vừa mới chia sẻ đó là câu chuyện là cái tinh thần cầu thị, yeah. tinh thần hunger full funlist của các công ty. Yeah. Ngày hôm nay dù chúng ta là công ty lớn nhưng chúng ta yeah. không chỉ học những case study thì những yeah. công ty lớn mà yeah. mà chúng ta học từ những người social seller, những người yeah. nhỏ nhất, những người là TikToker cho câu chuyện tất cả những cái công thức thành công cho việc bán hàng và câu chuyện marketing của mình à, nãy giờ mình chia sẻ cũng dài sẽ cũng nhiều yeah, như vậy yeah. nếu có một cái câu gì đó nếu mình muốn đúc kết lại cho yeah. tất cả khán giả của em top hấp yeah. năm này thì nguyễn có câu gì muốn chia sẻ cho mọi người không thì dĩ nhiên là như chủ đề mình có thể nói là có hai cái cụm từ mà mình chia sẻ là rất là hungry và foolish uh, luôn luôn được áp dụng ở tất cả các ngành nghề và đặc biệt là trong ngành nghề marketing của tụi mình à, để nó có thể đưa cho tụi mình ra được những cái idea hay hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn. Em luôn muốn nhấn mạnh cái chuyện là hiệu quả hơn à, để đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng tốt nhất có thể và nhiều nhất có thể. À, nhưng mà cái đó là mẫu tự xếp rất là chung chung. À, nếu như mà có một câu mà để đúc kết lại để cho các bạn thì các bạn cứ dám nghĩ và dám làm thôi. À, mình sẽ có rất là nhiều lần vấp ngã nhưng mà tin chắc rằng đó là với cái sự ham học hỏi của mình thì uh, mình sẽ có được nhiều kết quả tốt hơn à, và cứ dám nghĩ dám làm thôi yeah. cảm ơn chị Uyển đã tham gia chương trình MMA Top up mùa năm này của mình yeah. à, chúc chị thành công hơn cho câu chuyện sự nghiệp marketing của mình và tinh thần hơn Real Rich sẽ không chỉ lan tỏa cho câu chuyện công ty của Nutifood không yeah. mà lan qua tất cả các thương hiệu các nhãn hàng khác yeah. Xin cảm ơn chị rất là nhiều yeah. nha Xin cảm ơn anh Long và xin cảm ơn các bạn ạ yeah.